Ờ, chị Tiên vào trong luôn, chị Tiên. Chị Tiên đấy, bên này, chị Tiên. Mời bà con là chúng ta vô số ổn định. Vì vậy cho nên là các bà con ở ngoài cửa chưa có được phiếu ấy, thì đừng có la nha. Ngày mai mình sẽ đăng ký với lại huyện với lại xã để ngày mai tụi con sẽ phát hết đồng đều cho tất cả mọi người luôn ạ. Mọi người yên tâm ạ. Bây giờ do là trời mưa cho nên là cũng khá là ướt và lạnh, cho nên là hy vọng là bà con vui lòng giúp giùm con là trật tự, nghĩa là tuần tự đi lên từng người một, cứ có phiếu là có tiền, có phiếu là có tiền, mọi người yên tâm không có hết tiền đâu. Mọi người trật tự giùm con để phát cho nó nhanh đó bà con. Dạ, để mọi người về để còn mưa ướt. Rồi bây giờ sẽ chia ra làm hai, anh Vinh sẽ đứng một bên, con sẽ đứng một bên, thì bà con sau khi mà nhận tiền xong thì vui lòng vòng đi ra cửa giùm con luôn để ở trong đây dễ dàng. Tại tụi con hôm nay tụi con còn phát rất là nhiều điểm nữa, cho nên mong bà con hỗ trợ giúp giùm con cho nó nhanh nha. Người nào cũng sẽ có phần hết, đừng lo ạ. Cảm ơn bà con. Hai hàng. Đây. Rồi, bán
Anh đây thì ước tiến cái hải ba trước, rồi hải hưng rồi sau. Đi một lần thì như vậy là ba con đi hai hàng, hải ba, bạn trước, tôi đến thứ tư, còn con đến đi hai hàng. Không được anh, tại em sợ này nó không quay được hết tiếng ảnh. Không quay ở đây. Mời bà đi đường này ra về luôn con. Mời bác ạ. Rồi ông ơi, mời ông. Đi thẳng ra luôn đi. Đây người bà con là từ từ hết xong hải ba xong là như thế này hơn mà hơn mà phía là phía ông đó phải là ta đi cũng từ từ bà con đi ra. Chà đến gì nữa? Họ đến. Thưa là lui ngay. Để nhớ về lại bà cháu nó đi gì nữa Thằng ơi. Đi đâu về?
bà ơi, bà đi thẳng con mà. Dạ, 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 bắt cái đợt kia mấy sao mấy cái nồi thịt phải ba trong mình để tiêu để cho ba trăm để tiêu đừng khen lần bà con lên chơi lớn tôi bây giờ thôi hai hàng hai hàng bà con chơi hàng bà con hai hàng cầm phiến tay này chuẩn bị cầm phiến đây đi hai hàng bà con chơi hàng đi nhà đâu để em cắt tiền đi chờ mà tương nở tiếng thèm tương nở tiếng chị tiến mà chị đâu hỏi chú chị tiến là đâu 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 mày đâu không mày đâu to ơi tao chú mày đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tuấn ơi, cộng đá luôn. Cộng đá luôn. Này, này, này. Làm việc không? Làm sao mà thành quan như này không?
gần xong rồi, đề nghị bà con được từ đừng nghe lần, từ từ hai hoa, mà đi đây. Mẹ ơi, con người sáu nữa. Đi ra đọc đi ra đọc này. Thằng ăn tận đây không ơi.
Là hai luôn á. Cái đi ra ngoài cả đàn. Đi ra ngoài rồi bỏ ơi. Ngày mai phái thế quân dân luôn ở đây luôn. Lấy chị lấy gì? À, 2 triệu chị ba. Mai bọn con còn phát một ngày con được, bọn con không cho nhận thay đâu ạ. Dạ dạ vậy thì không, tại vì mấy lần con gửi á, thì cũng phải về xử lý lấy tiền lại, rất là khó khăn cho tụi con á, thành ra cô thông cảm nha cô. Dạ dạ không sao, không phải cô, nhưng mà tụi con cũng mong muốn là gặp được cái người cần á. Dạ dạ. Do là họ không có liên lạc được với họ đúng không? Mai còn phát một ngày ở đây nữa, cho nên là mình đưa về, mai đưa lên nhà nữa. Quán ơi. Ngày mai bà con quay lại nha. Ngày bà con lên huyện nha. Ngày mai bà con lên huyện. Mai bà con lên huyện lấy tiền. Cầm chị chụp em, chị cầm.